ót. Hôm nay mình có về thêm được một cục máy cấp 100 nội địa Nhật về nha anh em. Đây, hôm nay mình về cục máy này, tình trạng máy là nguyên zin, đầu nồi chưa rớt, máy còn bao nổ nha anh em. Bên đây là hàng zin, xe nội địa Nhật về. Đây anh em nhìn thấy không? Đó, ngủ lửa cực kỳ cọp luôn, như mới, lửa đen xô. Còn giống mật luôn, một lửa cọp luôn nha anh em, cái này là chưa vệ sinh gì hết nha. Đó thì giá của máy này, mình bán của máy cúp 100 này với giá là 7 triệu, nguyên zin đầu nồi chưa đó. Thì cái máy này nó do như thế nào mà mình bán hôm nay 7 triệu, thì chúng mình sẽ nói với anh em nó có một cái lỗi nhỏ, không ảnh hưởng vấn đề hết, nhưng mà máy có lỗi thì mình bán giá rẻ, mình chấp nhận bán rẻ nha anh em. Đó, máy nguyên zin đầu nồi chưa đó, sơn xi zin toàn bộ nha, máy cúp 100. Lửa đen xô như mới. Tao phải chạy, mình chỉ cái loại trước luôn cho anh em dễ hình dung nha. Thì cái máy này, ngay chỗ cốt treo máy này là thấy có dấu hiệu là dạng là người ta chạy với nó bị lỏng cốt máy, sau nó bị nứt, thì thấy bên Nhật người ta có hàng lại nè anh em. Đó, cái lỗi này không thành vấn đề. Anh em thích thì về mình để lốc số để mình chạy, không thì mình đổi cái lốc số đúng xe mình về vô ha. Nói chung cái lỗi này không thành vấn đề. Thì cái giá này mình bán cái giá này, máy này 7 triệu rất là rẻ ha. Đó, thì do đó có cái lỗi đó. Máy thì nguyên zin đầu nồi chưa rớt nha. Máy còn bao nổ cho anh em. Giờ anh em gác là nổ thôi. Máy này cái máy mã đầu là M16. Đúng máy đã xe nội địa Nhật về nha. Lồng HM nè anh em. Đó, lồng HM ha. Anh em tự biết ha, lồng HM. Máy này mình bán là giá là 7 triệu nha. Nguyên zin đầu nồi chưa rớt. Máy sơn xi zin toàn bộ hết. Máy cúp 100 nội địa Nhật về, mã đầu M16, giá là 7 triệu. Anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ qua số điện thoại là 0933996332. Hôm nay với 7 triệu anh em mua được chỉ vài đồ món đồ của cái dòng máy này thôi nha anh em. Với mua lửa này thì quá đẹp, lửa đen xô nè, đang càng xuyên như mới luôn. Đó, anh em có nhu cầu cứ liên hệ em qua số điện thoại là 0933996332 ha. Máy cúp 100 ngày 16 tháng 5 năm 2021, giá là 7 triệu.